bạn, mình là Bunker đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi chạy trong phiêu lưu ký. Thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video, ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Không nói nhiều nữa và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi tiếp tục. Phần tiếp theo, cái tập tiếp theo của chạy trong phiêu lưu ký. Thì ở tập trước là mình đã đánh được con boss để mình đi cứu bạn gái rồi. Nhưng mà con bạn gái nó giờ mình sẽ đi hướng nào? Đây, hướng này là Monster Boss. Đây, đấu boss anh em à. Rồi bây giờ là mình sẽ nâng cấp cái gì đó. Để mình xem coi là mình sẽ đi nâng cấp cái gì. Không, cái này tôi không cần. Rồi bây giờ ra sao chạy? Chết rồi. Lift. Ok, ship. Bây giờ mình sẽ đi ra mình nâng cấp. Ủa, cái này vô chơi luôn hả? Đâu, vô shop coi nó bán cái gì. Đây, upgrade đây. Mình sẽ nâng cấp bản, nâng cấp điểm hả? Cái này là gì? Trời ơi, tạp chí người lớn, yêu. Yêu. Cái này là người lớn. Cái này là cho thêm mạng đồ. Green Forest, cái này là chạy nhanh hơn nè. Mua thử cái này coi. Chúng ta được cái gì? Ủa, bên kia có 500 là mua, nó bán cái gì vậy? Rồi. Nhưng mình chạy lẹ hơn hả? Ông này đang cần trái cam. Trời đất ơi, con chó mà đánh bài với ông già luôn, ghê vậy. What the hell? Má nó ghê gì đâu mà ghê vậy anh em. Rồi giờ chúng ta sẽ đi đâu? Ui, con nghe điện thoại cái đã. Ồ, màn này mình chưa đi. Đi. Chơi. Enter. Nó không cho chơi luôn hả? Enter. Ok. Vô. Từ. Return, I got you by. Oh, cuối cùng ông chủ quán và pizza của mình, ông cũng tìm lại chiếc, ông cũng có lại chiếc xe cho mình rồi. Ông cũng tìm lại chiếc xe cho mình rồi. Ok, và bây giờ thì chúng ta phải gọi là gì ta? Ông ơi, tôi không tin là ông sẽ không tin là chuyện gì đang xảy ra đâu. Có một trái dừa đang gọi là làm mọi người, ông làm tất cả mọi người phải rối loạn lên. Và bây giờ ông cái buổi video trước ở tập trước á. Thì ổng đã bắt Janet, người yêu của thằng trẻ trâu này. Ok. Tao không có thời gian để ngồi nói nhảm với mày. Bây giờ thì đi giao pizza đi thằng khốn. Mày còn phải giao hết chỗ này cho tao. Ok, đéo. Mày còn phải cái gì ta? Mấy cái số hàng mà bị mất bây giờ mày còn phải trả nữa kìa mày. Ok. Mà ông, bởi vì người lớn nó không có tin mình. Mấy thế giới đang bị xâm chiếm mà. Thằng này làm gì đây? Excuse me, do you have quickly why or why this? Là mình sẽ cho nó chỉ trâu mà. Nghĩ là mình sẽ cho nó chỉ trâu mà. Phá cừ. Chỉ trâu mình sẽ cho nó. Tao không có rượu, tao không có rượu cho mày, tao sẽ đem cho mày soda. Ok, lắc soda cho nó. Ê, ngủ của ông đây người anh em. Thôi được. Ok, từ lên xe trước đã. Rồi. Ui, ơi người trong hội. Zono, chúng ta đã tìm được Sabidus. Chết cha rồi. Mình lỡ cho ông cái chai soda mà đã lắc rồi một lát ông mở cái là bắn vô mặt. Nhưng mà ông áo hồng này lại có quan hệ với cái ông cửi báo này, chết cha. Mình lỡ cho lộn người rồi nè. Oh no, obscure, I'm not into. Tôi cũng đi đây. Tôi đang ở đằng tôi theo sau anh đây. Trời má bốc đầu luôn trẻ trâu. Đây là địa chỉ, đây là danh sách địa chỉ mày cần phải giao hàng. Ủa, đi mẹ luôn rồi hả? No, nó đi rồi. Trời ơi, tao mà có. Yeah, mình đã cho nó thành công rồi anh em à. Mày thì uống bia. Ôi, đua xe. Đua xe. Mày này mình được chơi đua xe. Ôi trời ơi, ném pizza luôn rồi bà con. Ây da, mình mất một giọt rồi. Oh no. Holy shit. Ok, đu. Ừ, đụng được quá trời luôn. Ây da, gắn mình chết đi con. Chết rồi, đi lộn đường rồi, mình vô mẹ khu rừng rồi. Oh my god. Ôi, tụi nó kìa. Sợ tụi nó anh em à. Đúng rồi. Đi tới đây mình mới bắn được tụi nó. Có nghĩa là bây giờ mình cần phải vô một cái ngôi làng mà gọi là thuộc cứ địa của tộc cái tộc Zuema của mẹ gì đó. Vô trỏng thì mình sẽ đặt được những người trong trong hội. Nhưng mà mình đang bận giao hàng mà ta. Ồ,
giờ mới biết xe chọi được anh em à. U giờ tôi mới biết xe chọi được, nãy giờ tôi toàn né. Ơ ông gì vậy ông ơi? Mày ơi, giờ mày mới biết cái chiếc xe này chọi được. Trời đất ơi, 2, 3. Ây da, sao lại đi mất một giọt? Ui da, thôi, không giỡn nữa, khó quá. Gì? À, chọi chỉ là để nhận tiền thôi bà con à. Mình chọi vô xe thì nó chửi à. Ui, cứu mất mày. Trời đất ơi, nhìn mặt trẻ trâu kìa trời, hai cái răng vẩu đó. Ôi, gặp ông này. Ô, gặp ông này được cái gì vậy, được may mắn hả? Mất giọt rồi, oh shit. Rồi, mất thêm giọt rồi, chết tôi rồi, vậy là chết rồi. Khó lái quá anh em à, nó bị trơn á, cái đường nó bị trơn. Ôi, cái gì vậy má? Rồi ok, đầy máu rồi. Vượt qua luôn. Vậy là mấy chiếc xe hơi mình không nên tông anh em à. Mình chỉ chạy, mình chỉ chọi mấy chiếc xe máy thôi. Xe hơi khó lắm. Đấy. À, chiếc xe của ông chủ này cho mình ác thì bốc đầu rồi cái kiểu á. Chạy ra cái nitro luôn bà con à. Rồi. Không biết khi nào mới cứu được người bạn gái đã bị biến thành là cái dừa của mình anh em ạ. Không biết khi nào mới được cứu lại nó. Trời ơi, đi dao mà trời, như vậy là chết. Không được nha. Mày cái gì trời ơi, nó không ném thẻ cho mình nữa rồi. Cố lên. Ui, cái gì vậy? Mình muốn đánh boss hơn cơ. Không biết là cuối game chúng ta sẽ có cái gọi là cái gì, là có phim tình cảm xích nước gì coi đây. Họ ra tới biển rồi, vậy là mình gần tới cái khu mà mình cái khu. Ơi ông này. Ây da, đi theo ổng bị mất một giọt. Tưởng mẹ gì, tưởng ổng cho mình cái gì, ai ngờ đâu. Rồi ra biển rồi, không đổ xăng luôn, ghê thiệt. Để xe không đổ xăng luôn. Rồi 1. Cái này nó không có dồn đam ta. Ôi, sao nhiều tụi nãy vậy? Ôi, tụi nó... À! Tụi nó nhảy! Thôi, tụi nó chơi, tụi nó gọi là gì ta? Ôi, tụi nó nhảy xe. Ôi, có bơm rồi. Bơm ra, hố ra. Bót! Chùm anh em à, nổ! Ui! Ôi, chết rồi nó. Ok, qua được rồi. Đó rồi, còn một giọt là sao chơi lại đây. Qua được rồi. Thắng cái ngồi đứng nhảy vậy đó hả? Thằng trẻ trâu này kìa cục. Ok, bây giờ mình hồi nãy là mình chơi cái màn mà chạy ra biển rồi. Mà thực ra cái hình vẽ trên bản đồ nó lại là con sông. Nhưng mà không sao, bây giờ chúng ta đã tới thành phố mới rồi. Nhưng mà bây giờ mình cần phải... Từ đại mình tí, mình cần phải nâng cấp đồ đạc. Mình nghĩ là mình sẽ nâng cấp cái gì đây? Không có cái gì để tôi nâng cấp hết vậy ta. Ok, tốc độ có rồi nè. Bây giờ là tôi sẽ nâng cái này 1000 rồi anh em. Ok, tôi mua cái này đi. Mấy cái này là upgrade cho bản thân mình. Rồi, lên đi. Màn tiếp theo bà con ơi. Xong màn ngày nữa là nghĩ là mình nghĩ là chúng ta gọi là gặp được thêm một con boss rồi đó. Nói lên, ủa cái gì vậy, tôi xe nè. Ơi, đâu boss anh em à. Oh my god. Oh shit. Ôi, con boss kìa, con boss là con gà anh em à. Trời ơi, nó thả trứng gà kìa, yêu. Ôi, nó cầm súng kìa. Ôi, trời ơi, nó bắn trứng gà kìa. Trời ơi, mày không, nó cướp xe trứng gà xong, nó bắn trứng gà kìa. Trời đất ơi. Mày biết trứng gà là mầm sống của tôi, cũng là mầm hạt giống của tương lai không mày? Làm vậy là gà đâu đẻ nữa. Thì sao tao có món upla mỗi ngày mà tao ăn? Ủa, sao nó dễ giết vậy ta? Ôi ơi! Nó điều khiển trứng gà bằng trí óc luôn. Bằng tâm trí. Ủa, cái này sao đây? À, dễ. Trời ơi, điều khiển trứng gà bằng trí óc anh em à. Ôi! Ây à! Gì điếm vậy? Gì kỳ cục vậy má? Chết con!
À, mình biết cách vượt rồi, mình biết cách vượt rồi, mình biết cách vượt rồi, mình biết cách vượt rồi. Ui dễ. Rồi mày vừa kiểm chứng ra bằng tâm trí không? Mày chết mày với tao rồi. Trời ơi, còn có một giọt à, đúng hơn luôn. Chết tí nữa mày chết rồi, bà con ơi. Quá dễ. Điều khiển một ông mập. Cái lộn, tiêu diệt một ông mập. Một con chùm phụ của nó thôi. À, bằng gì ta? Bằng cách là ông ta điều khiển trứng gà đi để chọi mình. Nhưng mà không sao, tôi trẻ trâu là tôi có thể vượt qua thằng này. Thằng này có sức mạnh cũng giống như là Bill Gates và Chí Phèo vậy đó anh em. Ok, bây giờ là có bao nhiêu tiền? Chết rồi, thắng cái trận này có 85 đồng mà. Cái gì bây giờ? Cái nón rapper. Mình sẽ mua nón rapper. Cái này sẽ cho chúng ta gọi là gì ta? À, cho chúng ta thêm mà khiên khi mà chúng ta chết. Được. Hết tiền. Ok, vậy là xong rồi đó. Mình đã vượt qua hai màn, mình đã chiến đấu với lại gì ta. Nói chung là mình phải cần, nhiệm vụ của mình là ra tới bờ biển để mình tiêu diệt một con chùm. Nhưng mà trước đó thì ngoài bờ biển chúng ta, mình đã có những người anh em đã đóng quân ở ngoài rồi. Bây giờ mình phải cố gắng, mình phải đi ra ngoài. Ok, vậy thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho kênh của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký, cũng nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.